Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài đầu tiên nhá, thành ngữ nào. Chúng ta nhìn cho cô câu đầu tiên, mỗi một cái thì cô sẽ dành cho các em 20 giây để chúng ta cùng nhau làm nhá. Nào, I will have an interview tomorrow for the manager job. Và câu này chúng ta có từ break. Thứ nhất, give it the news. B là give it a look. C là the eyes. Và câu D là your heart. Ok chưa? Và chúng ta sẽ để cho 20 giây. 20 giây bắt đầu nhá. Câu này nó nói cái gì nào? Tôi có một cái bài phỏng vấn ngày mai đúng không? Cho cái vị trí công việc. Vậy chúng ta sẽ có 4 từ thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? Ok. Vừa hết giờ, vậy chúng ta sẽ xem từng đáp án một. Thứ nhất, ở trong trường này chúng ta có cụm break the news. Đấy, cái loa ở đây tức là mặt thông báo, đúng không nào? Vậy thì cái từ break the news có nghĩa là gì? Break the news to be the first to tell somebody some bad news. Tức là sẽ là cái người đầu tiên, đúng không? Để nói ai đó, nói cho ai đó về một vài cái tin. Nhưng mà tin ở đây là bad news, tức là một cái tin xấu. Vậy thì mình dịch chung, tức là thông báo, giống từ announce nhá. Nào, chúng ta nhìn cho cô câu B, break a leg. Mình bình thường tiếng Việt của mình dịch ra là ôi dồi ôi, gãy chân, đúng không nào? Chẳng có cái gì hay ho cả. Thế nhưng mà không biết với người nước ngoài như thế nào. Thì đây em nhìn thấy không? Cái hình minh họa của cô là cái cỏ bốn lá. Và cỏ bốn lá là được tượng trưng cho cỏ may mắn, đúng không? Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có từ là gì? Good luck, good luck. Tức là chúc may mắn. Và tiếp theo chúng ta có từ break the ice, break the ice, đúng không nào? Thì trong trường này là phá vỡ cái băng ra, phá vỡ cái băng ra. Thì khi em đến một cái cuộc họp, đúng không? Thì bao giờ hoặc là một cái nơi nào mới chúng ta hay có cái hoạt động là break the ice. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là makes people feel more relaxed, especially at the beginning of the meeting or party. Tức là khiến cho ai đó cảm thấy thoải mái, đặc biệt là ở tại buổi đầu của buổi họp hoặc là buổi party, tức là bữa tiệc. Đó. Vậy thì từ break the ice tức là làm sao? Làm không khí sôi động lên, vui vẻ lên, đúng không? Là tạo thiện cảm với một cái người lạ. Đó. Và khi đến một cái môi trường lạ thì mình hay rụt rè, đúng không nào? Thì mình có cái hoạt động break the ice để ai cũng biết ai, đó, có thiện cảm với nhau. Và chúng ta có từ break your heart, đúng không nào? Làm tan vỡ trái tim đấy, ui dồi ôi, trái tim thất lạc như thế này đây, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là make somebody feel very unhappy, tức là khiến cho ai đấy cảm thấy rất là không hạnh phúc, là trái tim tan vỡ, trái tim tan nát, đau lòng, đúng không nào? Vậy thì câu này ngày xưa có bài gì nhỉ? Nói dối là trái tim đau à, kiểu như thế. Vậy câu này là tôi sẽ có buổi phỏng vấn vào ngày mai đấy, đúng không? Cho cái vị trí quản lý thì đương nhiên chúng ta chỉ đi với đáp án là gì? Là gì? Chúc may mắn, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án B, break a leg nhá. Thì đấy là cái câu đầu tiên. Ok chưa nào? Chúng ta sẽ sang cho cô câu số 2. Câu số 2 cũng dành cho cô 20 giây. Bắt đầu. When I hear stories about cruelty to animals, it make going ain't meat. Could be good time, could say something of myself, but could be my black boy. Vậy câu này chọn đáp án gì cô đằng 20 giây nhá. Khi mà tôi nghe một câu chuyện về cái sự gọi là tàn ác đối với động vật, nó làm cho tôi chấm chấm chấm. Vừa hết 20 giây. Vậy chúng ta nhìn cho cô câu đầu tiên, make ends meet, tức là làm cho cái cuối cùng gặp được với nhau, đúng không nào? Thì trong trường hợp này cô miêu tả cho em là một cái hành động là có đồng đô la sao nó bị bóp chặt vào. Đương nhiên khi bóp chặt thế này thì không thể nào tiêu tiền một cách rộng rãi, một cách gọi là vui vẻ được rồi, đúng không nào? Vậy cái cụm này có nghĩa là earn just enough money to be able to buy something you need, tức là chỉ kiếm vừa mới đủ tiền để có thể mua được cái mình cần thôi, là thắt chặt chi tiêu vào. Nhưng mà em nhớ chứ cô, ở đây người ta dùng từ need, tức là cần, cần chứ không phải là muốn. Muốn thì trên đời rất nhiều, đúng không? Thế nhưng cái cần thì chỉ là những cái cơ bản thôi, nên ở trong trường hợp này nó có nghĩa là xoay sở để sống, đúng không? Cố gắng chằn tằn tiện chi tiêu để có thể sống được đó. Và tiếp theo chúng ta make good time. Make good time ở đây đấy, chúng ta thấy được cái thằng cu này đúng không? Bé này đang chạy rất là nhanh đúng không? Để cho cái gọi là gì đây? À, cho nó nhanh lên thì mình sẽ nói là complete a journey quickly, tức là hoàn thành được một cái chuyến đi rất là nhanh. Thì mình sẽ nói là gì? À, là sẽ nhanh chóng lên, à, nhanh lên nhá. Nào, hoặc là make a good time tức là cũng có thời gian vui vẻ đúng không? Something of myself tức là một cái gì, mình dịch tiếng xuôi xuôi là một cái gì đấy của bản thân tôi. Đấy, thì trong trường này là gì đấy, là kiểu
Đấy, tôi vừa làm được cái công ty của tôi có thể bé thôi nhưng đấy là một cái gì đấy của tôi, tâm huyết của tôi, đúng không nào? Và trong trường hợp này cô mô tả cho em đó là đứng ở trên đỉnh cao của một mình thôi, chẳng cần của ai cả. Thì câu này có nghĩa là to be successful in your life, đúng không? Thành công trong cuộc sống của bạn. Đấy, thành công trong cuộc sống của mình nhá, nó chính là từ thành công successful. Và tiếp theo chúng ta my blood boy, sôi máu, đúng không? Tiếng Việt của mình cũng có cụm đấy, tao tức cái sôi cả máu lên, đúng không nào? Đấy, đây, tức tức đầu bốc khói lên, đúng không nào? Tức là gì? Make somebody extremely angry, tức là làm cho ai đó cực kỳ tức giận, đúng không? Nó bùng nổ luôn, tức tím cả người. Đấy, khiến cho ai đó tức giận. Vậy quay trở về cái câu này, mình sẽ thấy là khi tôi nghe thấy một cái story, đúng không? Với câu chuyện về cái việc độc ác đối với cả animals, đối với cả con vật, thì nó làm cho tôi phải làm sao? Cảm thấy tức giận, tôi cảm thấy điên cuồng, tôi phải sôi máu lên, đúng không nào? Vậy chọn được đáp án giờ nhá. Thì đấy là với cả câu số 2, ok. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 3. Câu số 3 cũng cho cô 20 giây nhá. 20 giây bắt đầu. He may be shy now, but he will soon come when he meets the right person. Going out of himself, có nghĩa là to light, có nghĩa là to nothing, có nghĩa rain or shine, đúng không nào? 20 giây nhá. Ok, vừa hết 20 giây. Nào, chúng ta nhìn cho cô này. Anh ta có thể, bây giờ mình cứ đảo qua, bây giờ mình cứ đảo qua nghĩa đã xong, là mình cứ đảo qua từ đã xong, mình xử lý nghĩa nhá. Nào, câu này là alter his shell, alter his shell. Nghĩa là gì? Shell là cái vỏ bọc, ra ngoài cái vỏ bọc của mình, tức là như thế nào? Đây, ví dụ bình thường rùa nó là rút chân vào bốn, đúng không? Bốn cái rút vào trong cái này, đúng không? Bây giờ nó thò hết cả người ra, đúng không? Tự tin luôn, đúng không nào? Vậy thì cái câu này có nghĩa là gì? To become less light, to become less shy and more confident when talking to other people, tức là làm cho mình cảm thấy là ít ngại ngùng hơn, từ shy này là ít ngại ngùng hơn và trở nên tự tin hơn khi nói chuyện với ai đó. Đấy, thì cái từ đấy có nghĩa là gì? Trở nên tự tin hoặc là mạnh dạn hơn. Tiếp theo nữa là come to light, come to light, đúng không nào? Đến với ánh sáng, từ light này là ánh sáng. Thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ có cụm gì? Come to light tức là làm cho ai đã become known to people, đúng không nào? À, đến dưới ánh sáng, khi dưới ánh sáng thì mọi thứ đều tỏ rõ ràng, đều tỏ tỏ rõ, đúng không? Vậy come to light tức là làm cho người ta biết đến mình. Ví dụ như cô là, ví dụ rất là muốn là các em biết đến cô chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có từ come to light, ok chưa? Thì chúng ta sẽ có từ là thông báo, đấy, được mọi người biết đến. Tiếp theo chúng ta có từ come to nothing, nghe cái tên đã biết rồi, chả đến đâu cả, nghe chả đến đâu cả, đúng không nào? Thì trong cái hình ảnh này cô đang thể hiện cho em là từ fail, tức là thất bại. Đấy. Thì cái từ come to nothing có nghĩa là unsuccessful, have no successful result, tức là gì? Không thành công và không có được một cái kết quả như mong đợi, tức là làm sao thất bại, chả đi đến đâu cả, chả được cái nước gì. Và tiếp theo chúng ta còn đang come rain or shine, tức là gì? Come rain or shine tức là mưa hoặc là nắng, đúng không nào? Thì câu này có nghĩa là gì? Whether there's rain or sun, whatever happens, tức là dù cái chuyện gì xảy ra, cái gì nó cũng có thể xảy ra đi. Lúc có thể nắng, lúc có thể mưa, nắng mưa là việc của trời, đúng không? Thì câu này có nghĩa là gì? Đấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ok chưa? Vậy thì cái câu này chúng ta quay về câu này là gì? Anh ta có thể là lúc đầu là shy, là rất là ngại ngùng, nhưng anh ta sẽ sớm chấm 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 khi anh ta gặp được người đúng. Và anh ta sẽ sớm làm sao? Phải sớm gọi là trở nên tự tin hơn, đúng không? Ra khỏi cái vỏ bọc của mình hơn. Vậy thì câu này chúng ta phải chọn là đúng là đáp án A nhá. Ok chưa? Thì đấy là câu số 3. Chúng ta nhìn cho cô sang câu số 4. Câu số 4 các em cũng dành cho cô 20 giây nhá. 20 giây. Ok chưa? Bắt đầu. We have just to finish this assignment where then we are coming home to roost, close to home, home and dry, home sweet home. Nào được chưa? Bắt đầu nhá. Ok, vừa hết 20 giây luôn. Câu đầu tiên này chúng ta sẽ nhận thấy là gì? Chúng ta có từ come home to, tức là gì? Đây, cô có một cái hình ảnh thể hiện cho em đó là có một cái hiệu ứng như kiểu đẩy một cái, thì cái hiệu ứng này đúng không? Nó là một cái hiệu ứng domino. Nhưng mà cái này cô muốn nhấn mạnh cho em là cái thằng cuối cùng này, nhìn cho con thằng cuối cùng này nó sẽ đập vào ai? Thằng cuối cùng nó sẽ đập chính lên là cái thằng này. Đó là chính lên cái ông này luôn. Đấy, đấy là cái điều cô muốn thể hiện. Vậy câu này có nghĩa là gì? If to say that someone says does something bad or wrong, it will affect them badly in the future. Nó giống như là gì? Hãy nói rằng là nếu như ai đó, đúng không? Nói hoặc là làm cái việc gì đó tệ,
hoặc là sai trái thì nó sẽ ảnh hưởng xấu lên trong tương lai. Nó giống như ngày hôm nay em lười, về sau em sẽ thi không được điểm cao, đúng không? Đấy, thì đấy là cái điều mà là gì? Mình gọi là tiếng Việt của mình gọi là gieo gió gặt bão, gieo gió gặt bão nhá. Tức là hôm nay tôi làm ngày hôm nay, hôm sau tôi phải trả giá. Tiếp theo close to home. Cái từ close to home này có nghĩa là gì? Cái từ close to home này có nghĩa là thể hiện cái gì đây? Có nghĩa là if a remark or topic of discussion is close to home, it is accurate or connect with you in a way that make uncomfortable or embarrassed. Tức là nó, nếu mà một cái chủ điểm nào đó đang được thảo luận, đúng không, mà đang trong tình trạng close to home, tức là nó rất là chính xác, hoặc là nó làm sao nó kết nối với chính bản thân mình theo cái cách mà mình cảm thấy không vui vẻ, không hạnh phúc. Đấy, thì có nghĩa là cảm giác của mình không vui, không không vui, cảm thấy xấu hổ, đúng không nào? Đặc biệt là cái chủ đề đấy liên quan đến bản thân mình, và giống như là kiểu liên hệ bản thân, tiếng Việt mình hay có một câu là liên hệ bản thân. Đó. Và tiếp theo chúng ta có từ home and dry. Từ này có nghĩa là gì? Home and dry, về nhà và khô ráo, đúng không? Tức là ở đây nó cũng thể hiện là giống như là cái gì đấy? Of myself, đúng không? Like something of myself, tức là cái gì đấy của chính tôi, thì tức là bằng từ successful, thành công nhá. Have done something successful, especially when it's just difficult. Tức là làm cái gì đó là làm sao đấy, là thành công, và đặc biệt là nó rất là khó khăn nhá. Nào, tiếp theo chúng ta có từ home sweet home, đúng không? Từ này có nghĩa là gia đình là số 1, đúng không nào? Đấy, home sweet home, cái câu này có nghĩa là you should say how pleasant your home is, especially when you really mean that it's not pleasant at all. Đó là gì? Nói là gì? Đấy, rất là ngôi nhà rất là hạnh phúc, rất là làm cái nơi mà kiểu ngọt ngào hạnh phúc, đúng không nào? Đó. Không đâu bằng nhà. Vậy chúng ta quay trở về câu này. Chúng tôi vừa mới hoàn thành cái bài tập về nhận bài cái nhiệm vụ này, sau đó thì chúng tôi, như vậy chúng tôi thật không thể nào mà coming home to roost được, đúng không nào? À, không thể nào mà gieo gió gặt bão được, cũng không thể nào mà liên hệ bản thân và phải thành công và gia đình là số 1, thì đương nhiên đáp án đúng với đáp án gì? Say home and dry là thành công. Ok chưa? Nhá. Nào, chúng ta xử lý cho cô câu số 5. Câu số 5 em cũng dành cho cô 20 giây bắt đầu. 20 giây nha. I never really enjoy watching action films. They're not really, đúng không? In my cup of tea, for all the tea in China, my cup of tea and my cup of coffee. Vậy cho nó bằng gì cô nào? 20 giây nhá. Ok, vừa hết 20 giây. Vậy chúng ta thử xem nào. In my cup, tức là gì đây? Trong cái cốc của tôi, đúng không? Vậy thì trong cái cốc của tôi, cô đang thể hiện ở đây là một cái thằng cun này nó đang bị say xỉn này, cái chai này nó uống đến đáy luôn này. Đấy. Vậy thì câu này có là have drunk too much alcohol, tức là uống quá nhiều rượu rồi, uống quá nhiều rượu rồi, nghiện rượu. Tiếp theo, not my cup of tea. Người Anh người ta có một cái được gọi là bị dùng từ gì nhỉ? Obsession, tức là một cái ám ảnh với các trà, tức là người ta rất là thích uống trà. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ nói it's not my cup of tea, tức là đấy not what somebody likes or interested in, tức là đấy không phải là cái mà người thích đấy, kiểu hoặc hứng thú. It's not my cup of tea, tức là nó không phải là cái sở thích của tôi đâu, được chưa? Tiếp theo nữa, for all the tea in China, cho tất cả trà ở Trung Quốc. Câu này có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là not even for great reward, tức là thậm chí là không được cái phần thưởng lớn, tức là gì? Không bao giờ có dù có chuyện gì đi chăng nữa, đúng không nào? Đấy. Và tiếp theo là my cup of coffee thì có nghĩa là gì? Một tách cà phê thôi, từ đây chỉ đơn giản là một cái tách cà phê thôi, được chưa? Đấy, vậy thì quay trở về cái câu này chúng ta sẽ thấy là gì? Tôi không thích xem phim hành động, nó không phải thì vậy là gì? Uống say này, nhắc làm lời để nhớ này, uống say này, đúng không? Phải sở thích này, dù gì đi chăng nữa này, đúng không? Cũng không được cái gọi là phần thưởng này và cà phê. Vậy câu này em sẽ chọn là đúng và là đáp gì? It's not my cup of tea, B nhá. Nào, được chưa? Đấy là câu số 5. Chúng ta xử lý cho cô câu số 6. Câu số 6 cũng dành cho cô 20 giây nhá. Bắt đầu. Scientists hope that data from the probe will for more detailed exploration of Mars going go a long way to what? Go be to be made that way. Go say là pave the way. Và câu đi go our own way. Vậy câu này chắc là bảo gì cô nào? Vừa hết 20 giây luôn. Vừa hết 20 giây luôn. Bắt đầu nhá. Chúng ta xem này. Chúng ta thấy là gì? Go a long way to what to do something, đi một cái con đường dài, một cái chặng đường dài để làm cái việc gì đó, đúng không nào? Đấy, thì trong trường hợp này có nghĩa là gì? To have very much or little in achieving something, giúp là rất là nhiều hoặc là rất là ít trong cái việc đạt được cái gì đó, thì tiếng Việt mình gọi là góp phần
góp phần đấy, là cả cái trái cây, cái này chỉ góp một cái cây thì cũng là một cái góp phần nhá. Tiếp theo là to be made that way, tức là gì? Tức là có nghĩa là em a person to behave and do things a particular manner because it's a part of your character, tức là em cái cách em cư xử này đúng không? Đấy, hoặc em làm việc là một cái manner, tức là một cái phong cách đặc biệt cụ thể vì đấy là cái tính cách của em. Ví dụ em là một cái người nói nhanh đúng không? Em là người hay sốt ruột hoặc là em là người hay bồn chồn kiểu như thế thì đấy là cái tính cách của em rồi. Thì chúng ta cũng be made that way, tức là làm sao, tức là vốn thế, vốn đã có thế rồi đúng không nào. Đấy, con người tôi sinh ra nó đã là như thế rồi, hiểu chưa, anh có chấp nhận hay không kiểu như vậy. Đấy, ví dụ tiếp theo pave the way, pave the way có nghĩa đây chúng ta nhận thấy là đúng không, đang làm sao, đang trải đường, đang mở đường, từ này nghĩa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn nhá. Có nghĩa là gì? Something pave the way to do something else is make other things possible, tức là nếu như có cái gì đó trải đường đúng không thì nó làm cho cái việc khác có khả năng, nó giống như là việc học đại học này nó sẽ trải đường cho em về sau có những công việc tốt hơn đấy, hoặc là ví dụ như là cái hành động này nó sẽ giúp cho em cái gì đó trong tương lai chẳng hạn, hoặc là ví dụ học ngay từ bây giờ sẽ giúp cho em về sau đỡ vất vả hơn kiểu như thế ấy, hoặc là ví dụ học tiếng Anh tốt thì về sau em sẽ có một cái công việc dễ dàng xin việc hơn đấy, chắc chắn là hồ sơ CV lý lịch của em sẽ ấn tượng hơn, thì chúng ta từ pave the way, ok chưa, là mở đường hoặc là tiên phong cho. Tiếp theo chúng ta có từ go our own way, đi cái đường riêng của mình đúng không nào. Chúng ta nghe cái câu này chúng ta cũng sẽ đoán được đây, tất cả mọi người đi số đông, một mình đi đường riêng đúng không nào, có nghĩa là gì? To get or do what you want, especially when somebody has tried to stop you, tức là gì? Có nghĩa là cố gắng làm cái điều mình muốn đúng không, kể cả đặc biệt là khi ai đó rất là cố gắng muốn dừng mình lại đấy, nhưng mình vẫn đi con đường của mình. Đấy, ví dụ như là thời điểm này các em đang cảm thấy rất là phân vân và rất là băn khoăn đúng không? Đặc biệt là những bạn mà có bố mẹ chỉ dẫn đường cho mình mà mình cảm thấy là không biết là liệu cái con đường đấy có phù hợp với mình không đúng không? Giống như khi cô đang ở cái thời điểm như các em ấy, cô cũng rất là lăn tăn và không biết là cái con đường mình chọn nó có đúng hay không, và cuối cùng về sau kiểu mình có thành công với con đường này không. Chứ cô nghĩ là rất là nhiều bạn ở thời điểm này cũng đang lăn tăn về việc đấy, bởi vì em đang còn quá trẻ mà em không biết được là mình thật sự mình muốn cái gì và thật sự mình thích cái gì đúng không. Đấy, mình chỉ biết là à, bố mẹ mình bảo như thế và bây giờ mình chỉ biết cố gắng học thôi. Đấy, thì đấy là chắc chắn là cũng là nhiều trăn trở với mọi người đúng không nào. Thì ở đây chúng ta phải nói là sao, go your own way, tức là đi con đường riêng của mình nhá. Đương nhiên là cô không khuyên đến tất cả như thế, mà là nó phải theo thực tế, nó phải theo phù hợp. Có những nghề mà mình mặc dù mình đam mê nhưng nó cũng hơi khó để mà trong thực tế, nói chung là như thế đúng không. Đấy, thì cái đấy thì về sau đã, còn bây giờ cứ học cho xong đã, ok chưa nhá. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở về cái câu này, những nhà khoa học hy vọng rằng đúng không, số liệu từ cái gì đấy đúng không, từ tàu thăm dò vũ trụ sẽ chấm 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 cái con đường đúng không, có sự là khai thác chi tiết của sao Hỏa đúng không. Vậy chúng ta sẽ có cụm là pave the way, tức là cái gì đấy, tức là trải đường cho nhá. Câu này thì hơi khó, ok chưa. Đấy, toàn từ mới. Tiếp chúng ta có từ scientist là nhà khoa học, data là số liệu, trong trường này từ này có nghĩa là làm sao, tàu thăm dò đúng không nào. Đấy, và cái này là detail là chi tiết, exploration tức là sự khám phá, có Mars là sao Hỏa. Tiếp theo chúng ta nhìn cho cô câu số 7 đúng không, câu số 7 20 giây bắt đầu. Mr. Park Hang-seo, a Korean coach, is considered a big in Vietnam football, big deal, which is fish in small pond và mouth đúng không nào, 20 giây nhé. Ok, bắt đầu, vừa hết 20 giây. Nào, thầy Park Hang-seo đúng không? Và chúng ta thường từ có một gọi big deal trong trường hợp này có nghĩa là gì? Big deal ở đây có nghĩa là một cái làm sao? It's not a big deal. Mình hay gọi câu đấy đúng không? It's to say you are not impressed by something. Tức là nói cái gì đấy là kiểu mình không bị ấn tượng bởi cái gì đó. It's not a big deal. Có cái việc gì đâu, đúng không? Thì có nghĩa là gì? Không có gì ấn tượng. Tiếp theo mình có từ big cheese đúng không, đấy một cái người đó quyền lực đúng như một cái miếng gọi là miếng phô mai, là miếng phô mai là ai cũng thích, người nước ngoài rất là thích, kiểu ai cũng thích cái miếng phô mai này đúng không. Đấy thì tức là gì, tức là important powerful person especially in organization, tức là một cái người rất là quan trọng và một cái người quyền lực đúng không, đặc biệt là trong một tổ chức đó, người quan trọng. Và tiếp theo mình có từ big fish in small pond, cái kiểu này rất là phù hợp luôn, một con cá to trong cái ao nhỏ đúng không, dạng kiểu
gọi là thằng chột, giáo viên mình có câu là thằng chột là vua xứ mù ấy, kiểu như thế đấy không? Đây tao to nhất ở trong cái hội ở đây đúng không nào? Đấy, thì trong trường hợp này mình sẽ có từ là gì đấy, to make people feel more relaxed, especially at the beginning of the meeting or party, khiến cho mọi người cảm thấy rất là thoải mái đúng không? Đặc biệt là khi bắt đầu một buổi họp nhá. Tức là một cái người kiểu mình cảm thấy là rất là thoải mái, relax đúng không? Đấy, khi mà bắt đầu một buổi tiệc. Tiếp theo mình có từ là big mouth, mồm to đúng không? Mồm to, cái người mà mồm to là cái người sao chả giữ được cái gì cả đúng không nào? Đấy, to talk too much, to be better keeping secret. Giống như ngày xưa mẹ cô hay nói cô là ôi dồi mồm rộng cái gì, con gái mồm rộng cái gì nhỉ? Cô quên mất rồi. Và đúng là mồm mình rộng thật. Ok chưa? Tức là nói quá nhiều đúng không? To be better, nói quá nhiều và rất là tệ khi mà kiểu giữ được cái secret, tức là cái bí mật của ai đúng không? Đấy, không biết giữ bí mật khoe khoang. Ok, nào tiếp tục phải quay trở về cái câu này thì ông Park Hang-seo này thì chắc chắn là một người nhân vật tương đối rồi đúng không? Ít nhất là cũng đã lãnh đạo, lãnh dẫn dắt Việt Nam, đội tuyển bóng đá Việt Nam lên một cái tầm cao mới đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn là cheese, big cheese. Ôn lại là big deal, chẳng có gì ấn tượng cả. Big cheese đúng không? Một người quan trọng. Fish in small pot làm cho ai đấy cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Và big mouth tức là cái người mà không biết giữ lời. Nha. Yeah. Đấy, dịch lại rồi nhá. Nào chúng ta nhìn cho câu số 8 nào. Câu số 8, 20 phút 20 giây nhá. Bắt đầu. 20 giây này. Andrew chấm chấm on this task again because his carelessness. I can't stand him anymore. Đúng không nào? Nào mình sẽ chọn đáp án gì đây? Ok, bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ cụm là words on the board đúng không? Đấy thì trong trường này mình đang tính giờ này, cái đồng hồ ở đây đang tính giờ này, đang ở trên quả bóng này, bóng nó trượt 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 không nào? Vậy là gì? To be aware or understand what is happening and to be able to react quickly, tức là làm sao có thể hiểu được và thấu hiểu, nhận thức được và hiểu được là cái gì đang xảy ra và phản ứng rất là nhanh đúng không nào? Đấy, có nghĩa là phản ứng nhanh, thức thời. Tiếng Việt của mình có một từ là thức thời. À, Trang Tuấn Kiệt là người thức thời, tức là cái người biết được là cái thời điểm này cần phải làm gì. Head a ball có nghĩa là cái gì? Ở trong trường hợp này có một quả bóng đúng không? Đây là mỗi một người một điệu và có từ enjoy yourself, tức là tự mình hãy tận hưởng, hãy yêu lấy bản thân mình đúng không? Đấy, tức là tự mình gọi là ví dụ mình có xinh đẹp hay mình xấu xí thì đấy là mình thôi đúng không? Mình chả yêu mình thì chả ai yêu mình cả. Thế cho mình có từ là tận hưởng cuộc sống đúng không? Hãy tận hưởng chính bản thân mình. Tiếp theo mình có từ carry the ball, tức là cầm quả bóng đúng không? Đấy. Như vậy khi em nhận một quả bóng thì ở đây cô ấy có một từ là responsibility, tức là trách nhiệm. Vậy thì ở đây ý nó là cái gì? Ý nó là take responsibility of getting something done, tức là hãy nhận lấy trách nhiệm đúng không nào? Khi mà làm cái gì đó, hoàn thành cái gì đó, nhận trách nhiệm, chịu trách nhiệm. Và tiếp tục chúng ta sẽ có từ là drop the ball on, tức là gì đây? Có nghĩa là kiểu cái rơi rơi quả bóng đúng không? Rơi quả bóng rồi cầu thủ mà chơi mà rơi bóng thì chết toi. Đấy, đặc biệt em chơi bóng rổ cũng rồi mà rơi bóng thì chết đúng không nào? Vậy có nghĩa là gì? To make a mistake đúng không? Especially doing something stupid or careless way, tức là tạo ra một lỗi này đúng không? Đặc biệt là làm cái gì đấy mà rất là ngu ngốc hoặc là cái cách mà rất là bất cần này đúng không? Tức là mắc lỗi như lỗi ngớ ngẩn. Đấy, được chưa? Vậy thì quay trở về câu này, mình ôn lại nhé. Words on the ball là thức thời Tuấn Kiệt, đúng không? Mình có cụm là gì? Hatch a ball, carry the ball và drop the ball. Vậy chúng ta xem nhé. Andrew thì chấm 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 làm cái nhiệm vụ này một lần nữa. Bởi vì anh ta, cái sự bất cẩn của anh ta, đúng không? Đấy, và tôi không thể làm chịu được anh ta nữa. Thì anh ta phải làm sao? Anh ta lại mắc lỗi, đúng không nào? Anh ta lại mắc lỗi. Vậy thì câu này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Words on the ball, thức thời. Hatch a ball đúng không? Có quả bóng tức là mình sẽ tận hưởng, enjoy bản thân mình. Carry the ball trong trường này là cầm một quả bóng, tức là phải chịu trách nhiệm. Và cuối cùng drop the ball có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mắc lỗi ngớ ngẩn đúng không? Chơi bóng rổ mà còn còn mắc lỗi còn rơi nữa thì mình cứ nhớ như thế cho dễ nhá. Và chúng ta sẽ đáp án giờ. Nào chúng ta sẽ đến cho cô câu số 9. Câu số 9 nhá. À câu này cũng là cẩn thận không sai. 20 giây bắt đầu. We can't just get small apartment if you want that one brick. Chấm chấm chấm. 20 giây nhá. Sweat bank like neural ground. Bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ chọn là cái gì? Break a sweat, tức là cái gì đây? Đấy, chạy sẽ mất mồ hôi rồi này. Sẽ mất rồi hồi rồi này, thấy không? Use a lot of physical effort, tức là sử dụng rất là nhiều các cái gì, nỗ lực,
Đấy, physical là nỗ lực nhưng mà mang tính chất là kiểu cơ thể hoạt động nhiều ấy, là cố gắng. Tiếp theo, not break up the not break the bank, đúng không nào? Có nghĩa là làm sao đây? Đấy, không được gọi là đập con lợn này ra, đúng không? Có nghĩa là gì? Won't cost a lot of money or more than you can afford. Không tốn nhiều tiền đâu, đúng không nào? Đấy, và không tốn nhiều hơn những cái gì bạn có khả năng chi trả. Tiếp theo nữa, đúng không? Đấy gọi là không đến mức tán gia bại sản, gọi là không đắt lắm đâu. Break a leg thì mình vừa mới nói với nhau rồi, bằng từ good luck, may mắn, đúng không nào? Và chúng ta có từ break the new ground, đúng không? Trong trường hợp này có nghĩa là cái gì đây? À, bằng cái bóng đèn, tức là như kiểu có một cái ý tưởng mới, đúng không nào? Thì có nghĩa là make a new discovery or do something that has been done before, tức là đưa ra được một cái khám phá mới, đúng không nào? Hoặc là làm một cái gì đó mà chưa từng được biết đến, thì có là có khám phá mới, có ý tưởng mới, ok chưa? Đó. Vậy thì chúng ta quay trở về cái câu này. We can just get small apartment if you want. Chúng ta có thể có được một cái căn hộ nhỏ nếu bạn muốn. That won't break chấm chấm chấm, đúng không nào? Vậy chúng ta ôn lại một tí. Break a sweat tức là sao? Là không không phải cố gắng nhiều về cái này, có nghĩa là phải nỗ lực nhiều về mặt thể lực. Break a bank có nghĩa là không tốn quá nhiều, đúng không nào? Break a leg có nghĩa là không là sao? May mắn. Và new ground, đúng không nào? Có nghĩa là có một cái phát minh mới, có một cái khám phá mới. Vậy chúng ta phải chọn đáp án là B, ok nhá. Thế là câu 9 nhá. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 10 nhá. Câu số 10 chúng ta sẽ xử lý cho cô 20 giây nha. Bắt đầu. It's not easy to, it is not easy to with big family, but do somehow we manage, make ends meet. Go off the deep end, put an end to ourselves, get the wrong end of the stick. Ok chưa? Bắt đầu nha. Nào chúng ta sẽ cùng nhau xử lý cho cô nào. Câu đầu tiên nhá. Make ends meet. Vậy câu này chúng ta nói rồi, đầu giờ rồi, đúng không? Hình ảnh là cái bó tiền bị thắt chặt lại, đúng không? Phải gọi là làm cho cái cuối cùng gặp được với nhau, thì tức là phải chặt đầu chặt đuôi, bóp đầu bóp đuôi đi, đúng không? Không thể chi tiêu mạnh mẽ được, gọi là xoay sở để sống, xoay sở để sống, được chưa? Đủ để sống thôi. Cái này học rồi. Go off the deep end, đúng không? Go off the deep end, tức là xuống đến tận cùng sâu hết mức cái nó, có nghĩa suddenly become angry or emotional, tức là đột nhiên cảm thấy rất là tức giận này và cảm thấy rất là cảm xúc, đúng không nào? Đấy gọi là mất kiểm soát, đúng không? Đột ngột tức giận. Tiếp theo nữa chúng ta có từ put an end to ourselves. Put an end to ourselves có nghĩa là cái gì? À, hãy nhìn này, nhìn đã biết rồi đúng không? Đây đang đứng trên rồi, ôi buồn lắm, cô ấy đã từ bỏ tôi rồi, đúng không? Không có gì để sống nữa, đúng không nào? Thì có nghĩa là gì? Kill yourself bằng suicide, tự tử. Tiếp theo nữa là get the wrong end of the stick, có nghĩa là cái gì đây? Đấy, trong trường hợp này chúng ta có vẻ là trông như cái ông ngồi ga bà nói vịt, đúng không? Đấy. Understand something in the wrong way, đấy đúng không? Đây này, cái thằng này nó nói ABC, thằng này con bé này nó hiểu khác hẳn, đúng không? Thì tức là gì? Tức là understanding something in the wrong way, ông ngồi ga bà nói vịt, hiểu nhầm ý nhau. Ok chưa? Đấy. Vậy chúng ta quay trở về lại cái câu này ôn lại một lần nữa nào. Thứ nhất, make ends meet, tờ tiền bó vào với nhau, đúng không? Tức là xoay sở để sống. Go off the deep end, tức đi đến tận cùng luôn, đúng không? Tức là bùng nổ, cái cảm giác bùng nổ. Put an end to ourselves, đúng không? Đặt dấu chấm hết cho bản thân mình. Tức là sao? Tự tử. Và cùng get the wrong end of the stick, tức là hiểu nhầm ý nhau, ông nói ga, bà nói vịt, đúng không nào? Và it's not easy to with a big family, but somehow we manage. Rất là khó để có thể nuôi sống được cả một gia đình, đúng không nào? Nhưng mà chúng tôi một cách nào đó vẫn cố gắng. Vậy em chọn đáp án đúng là đáp A nhá. Ok chưa? Chúng ta vẫn cố gắng xoay sở được. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 11. Này nhiều cái này và cái nào có nghĩa đấy nhá, cho nên về về ôn kỹ nhá. 20 giây. The news for the company isn't good, judging from the turn faces of the boardroom. Và chúng ta có từ loose, long, straight, chubby. Và đi về từ face, đúng không nào? 20 giây nhá. Ok, bắt đầu nhá. Nó thấy là cái gì? Cái tin nào chúng ta sẽ để cho cô câu này. Thứ nhất chúng ta có từ lose face. Lose face trông đã thấy kiểu ngớ ngẩn rồi, đúng không? Trông đã thấy kiểu ngốc nghếch rồi. Vậy câu này có nghĩa là to be less respected or look stupid because of something you have done, tức là làm cho mình kiểu gọi là ít được gọi là respect, tức là ít được gọi là mình dùng từ gì nhỉ, tôn trọng đấy, và trông có vẻ ngớ ngẩn khi mà mình đã làm cái điều gì đó, đúng không? Ví dụ như là kiểu tự dưng ngoáy mũi xong tự dưng kiểu
kiểu gì gì đấy đúng không? Và chúng ta sẽ không uy tín nữa, trông ngớ ngẩn nhá. Tiếp theo long face, long face đây chúng ta nhìn này, trông cái mặt kiểu mình trong tiếng Việt của mình hay có câu là cái mặt trông nó thuẫn ra ấy đúng không, trông mặt nó đuẫn, long face mặt nó dài ra, tức là gì, tức là gì, unhappy or disappointed expression, tức là một cái thể hiện là sao, tức là không hạnh phúc, nói ủ rũ buồn bã. Và tiếp theo straight face, straight có nghĩa là thẳng đúng không, mặt thẳng như cái câu này em nhìn là keep a straight trong kiểu tức là kiểu buồn cười lắm rồi nhưng mà kiểu không dám cười ấy, kiểu trông cái kiểu cố gắng kiểu giữ kiểu mặt lạnh cun ngầu ấy nhưng mà trông kiểu buồn cười quá nhưng mà không dám cười. Cái từ straight face này có nghĩa là gì, keep straight face, you do not laugh or smile although you find something funny, tức là cố gắng kiểu buồn cười lắm rồi nhưng mà không dám cười, không dám cười đấy, để chờ nhịn cười. Và chúng ta có từ chubby face, chubby giống như mặt của cô ấy, mặt mũm mĩm đấy, để chờ gương mặt mũm mĩm, béo lúc nào cũng béo luôn, cháu giờ gầy. Ok chưa? Thì đấy là bốn cái từ này. Nào với chúng ta ôn lại lần nữa nào. Ở trên chưa? Lose face tức là trông kiểu mất mặt đấy, tiếng Việt mình dịch chuẩn là mất mặt đấy nhá. Trông kiểu ngớ ngẩn, long face mặt đuỗn ra đúng không? Trông ủ rũ, straight face tức là mặt kiểu nhịn cười và chubby face tức là mặt mũm mĩm đúng không nào? Vậy là cái tin tức cho cái công ty này thì không quá tốt đúng không? Judging from the face in the boardroom đúng không? Thế ta trong cái khuôn mặt mà kiểu buồn bã thì chúng ta chọn đó là B nhá. Buồn rười rượi luôn. Nào chúng ta nhìn cho cô câu số 12 cũng 20 giây nhá. 20 giây bắt đầu. Wanting a decent job and a home is hardly asking for the chấm chấm trouble each sun và moon. Để cho đáp án gì cho cô đây? Ok, bắt đầu nhá. Wanting là chúng ta sẽ chúng ta có cụm là gì? Ask for trouble, ask for trouble tức là kiểu gọi là xin xin cái gọi là gì, cái từ trouble tức là cái khó khăn đúng không? Đấy là cái giống như cái thằng cô đây, đây trên con bọt tót đây đúng không? Tức là cái gì? Đấy, bọt tót thì sẽ hút cho phát đúng không nào? Vậy câu này có nghĩa là gì? Behave in a way that likely to result in trouble. Tức là em cư xử theo một cách gọi là rất là dễ để gọi là dẫn đến khó khăn, là tiếng Việt mình gọi là kiểu gợi đòn đấy, trong cái mặt thằng kia gợi đòn để đấm cho phát kiểu như thế, thì mình có từ là gợi đòn nhá, tự trước rắc rối. Tiếp theo ask for it có nghĩa là gì, deserve something bad that happened to you or somebody does to you, tức là xứng đáng một cái việc gì đó tệ đúng không nào, ấy và mình đã làm hoặc ai đó làm, you ask for it tức là cái gì, đáng đời mày, mình sẽ là đáng đời mày tự chuốc lấy, thì đấy là cái mà mày tự chuốc lấy thôi, phải chưa? Tiếp theo đó mình có từ gì, ask for the sun đúng không, đòi mặt trời thì cái này không có nhá, hiểu không? Ask for cry nhưng mà cái này mặt trời thì không có nhưng moon thì có này đúng không, ask for the moon thì lại có này, có nghĩa là gì, ask for something that difficult impossible to get or achieve. Mọi người thấy buồn cười không, kể cả đối với người nước ngoài ở Việt Nam nhá, trong tất cả các cái tiểu thuyết hay là kể cả các cái bài thơ đúng không, lúc nào người ta chỉ hỏi là em thích trăng sao gì thì anh cũng lấy được cho em, chứ không ai nói là em thích mặt trời đúng không nào, bởi vì mặt trời là cái vật thể, là cái thực thể quá nóng luôn đúng không nào, không ai đủ lãng mạn để lấy cái đấy cả, chỉ có trăng sao này gọi là ở trên trời xong rồi tối mát mẻ thì mới ngồi nói chuyện với nhau thôi đúng không, nước ngoài cũng hiện như thế luôn, cho nên không có khúc ask for the sun nhưng mà ask for the moon thì có nhá đúng không, đòi gọi là em thích trên trời anh cũng trăng ở trên trời anh cũng lấy cho em mà sao ở trên trời anh cũng lấy cho em đúng không, đấy tức là cái thứ viển vông vớ vẩn, ok chưa, gọi là háo huyền được nhá. Vậy chúng ta sẽ xem nào, và quay trở lại ôn lập nhá, ask for trouble đúng không, mặt gợi đòn, ask for it là tự mình chuốc lấy, ask for the sun thì không có, còn ask for the moon tức là mơ mộng hão huyền. Vậy chúng ta xem này, muốn một cái công việc đúng không nào, đấy mình sẽ nhận thấy là gì, muốn một cái công việc làm sao mà làm sao gọi là ngon nghẻ, mình chỉ có ngon nghẻ đấy mà lại còn ở nhà nữa đúng không, và cả một cái nhà nữa thì gần như là cái là sao, huyễn hoặc vớ vẩn, ok chưa, đấy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là giờ. Nào câu số tiếp theo, when he passed the entrance exam, his parents will be walking on air of thin ice, on tightrope và on fine line. Bắt đầu nha, 20 giây. Ui trời ơi, dịch dã này, tóc này. Buồn không, em nhìn tóc cô này sơ hết rồi. Chả đi làm tóc được, trông sơ sát sờ sạt ra. Không biết Hà Nội bao giờ mới quay lại học đây. Ok, bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ xử lý cho cô này. Chúng ta sẽ có từng cái một này. Thứ nhất, float or walk on air, đúng không nào? Bay trên mây, đúng không? Đi trên mây. Tiếng Việt của mình có câu như thế luôn, đúng không? Rất là vui, rất là hạnh phúc. Và bồng bềnh trên 9 tầng mây. Very happy.
Tiếp theo mình cái từ walking on thin ice đây, để băng đây xong nứt 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 xong rồi đi lên, có là sao? Quá là nguy hiểm luôn đúng không? Dẫm một phát thì thụt vào đúng không? Vậy câu này có nghĩa là gì? To take a risk, tức là rất là nguy hiểm, mạo hiểm. Và tiếp theo chúng ta walk on the tightrope có nghĩa là gì? Đấy, em nhận thấy cái từ trope có nghĩa là cái dây, tie là chặt sát. Vậy thì đi trên dây, đi trên dây như thế này thì tức là mình phải thăng bằng đúng không? Mình phải giữ thăng bằng, tức là một cái tình huống hết sức là khó khăn, hết sức là khó xử. Đấy, to be in difficult situation which you do not have much freedom of action or need to be extremely careful about what you do, tức là ở trong một cái tình huống mà bạn không có nhiều tự do đó để hành động này và đặc biệt hết sức cẩn thận để mình làm đúng không nào. Đấy là cái gì, ví dụ nghiêng bên nào một cái thì rơi, nghiêng bên kia một cái thì rơi đúng không nào, nghĩa là tình thế rất là khó xử, rất là nan giải. Và chúng ta từ walk on a fine line cũng như thế, fine line đấy cũng là một cái đường dây và mình phải cân hai bên đúng không nào, thì hai từ này đồng nghĩa với nhau, có nghĩa là ở trong một cái difficult or dangerous situation where you could easily make a mistake, tức là ở trong một cái tình huống hết sức khó khăn, hết sức là nguy hiểm đúng không, nơi cái tình huống mà mình dễ dàng bị mắc lỗi, cũng như thế tình huống khó xử hoặc là nan giải. Vậy chúng ta xem bốn câu, thứ nhất chỉ có walk on the air, tức là kiểu gọi là vui đúng không, kiểu gọi là ôi giời ơi tôi hôm nay tôi đang chín tầng mây đến này đúng không. Thin ice là nguy hiểm, tightrope với cả fine line đều có nghĩa là tình huống khó xử. Vậy câu này khi mà anh ta đỗ được kỳ thi đại học thì chắc chắn bố mẹ phải làm sao, phải giữ là vui vẻ hạnh phúc rồi đúng không, có gì hạnh phúc hơn khi con mình học giỏi ấy. Đấy thì đó đúng là đáp án A nhá. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 14, bắt đầu 20 giây nhá. My feet. I was going to try bungee jumping but it got my feet wet, my foot in the door. Itchy feet và cold feet. Đấy chưa? Chúng ta xem sẽ đáp án gì cô nào. Ok, vừa hết giờ. Bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ nhận thấy là tôi đang cố gắng chơi cái trò nhảy, nhảy gọi là nhảy. Em buộc vào người xem nhảy xuống ấy. Đấy, but it got, got cái gì nào? Your feet wet đúng không nào? Đấy thì có nghĩa là để cho chân mình bị ướt thì đây là một cái điểm bắt đầu, thì tức là làm sao start doing something that new for you đúng không? Đấy, ướt chân tức là mình đã nhúng tay, và bình thường Việt Nam mình hay có từ nhúng tay nhưng nước ngoài người ta dùng nó để cho chân đúng không nào? Đấy, có nghĩa là bắt đầu một cái việc gì đó mới nhá. Chân ướt chân ráo đấy, my foot in the door đúng không nào, ở đây có nghĩa là chân bước vào, đã ướt vào một chân ở trong cửa rồi đúng không, thế còn chỉ có nốt một chân còn lại thôi, kiểu như thế. Thì câu này có nghĩa là gì, có nghĩa là manage to enter an organizational field of business could bring you success đúng không nào, cố gắng bước vào một cái tổ chức hoặc một cái lĩnh vực kinh doanh mà có thể thành công cho bạn đúng không nào, thành công cho bước đầu. Và chúng ta sẽ có từ itchy feet, tức là gì đây? Cái từ này có nghĩa là chân ngứa đấy. Ở Việt Nam mình cũng có một cái câu như thế, mà mày ngứa chân à? Mày ngứa sao mà mày chứ? Mày đi mà ngứa chân à? Mày ngứa chân à? Mày không ngồi được một chỗ à? Đúng không? Hoặc là mình sẽ nói là mày ngứa mồm à? Mồm mày không học được ra non à? Tức là sao? Đi nhiều, nói nhiều, tiếng Việt mình cũng có câu đấy đúng không nào? Đấy, thì ở trong trường hợp này mình sẽ là gì? To want travel or move to different place, to want to do something different. Tức là rất là muốn đi lại này, hoặc là di chuyển đến một cái nơi này, hoặc là đặc biệt là muốn một cái gì đó khác biệt, khác biệt. Gọi là cuồng du lịch nhá, gọi là rất là muốn đi, đúng không? Đấy. Get a cold feet, tức là chân gọi là lạnh cóng luôn, đúng không? Đấy, gọi là chân gọi là nhũn, lạnh nhũn nó chả đi đâu được. Thì mình sẽ có từ là gì? Suddenly become nervous about doing something that you have planned to do. Tức là đột nhiên là cảm thấy quá là lo lắng, đúng không? Về cái việc gì đấy mà mình lên kế hoạch làm. Thì câu này có nghĩa là sao? Có nghĩa là mất hết cả can đảm, lo sợ, đúng không nào? Vậy thì câu này có nghĩa là gì? Ôn lại nhá. My feet wet, cho bước gọi là chân ướt chân ráo, mình cứ nhớ như thế này. My foot in the door là thành công được một nửa bước đầu này. Itchy feet tức là feet tức là gọi là cuồng đi du lịch đó, anh ngứa chân nên mình cứ nhớ như thế nhá. Và cold feet tức là da chân lạnh tóng, tức là nhũn đến cả chân, tức là mất hết động lực đúng không nào. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn ở đáp án giờ. Đấy, tôi thử nhảy băm nhờ nhưng mà tôi thấy rất là sợ. Nào chúng ta sẽ lấy câu 15 nhá, 20 giây nhá. Ok chưa, bắt đầu. The other already of leaving me to rain case a dog cost me a dear, be under the weather và face the music. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án, ok. Chúng ta sẽ chọn đáp án gì cho cô 20 giây nhá. Ok chưa? 20 giây nào. Ok. Bắt đầu chúng ta sẽ xử lý cho cô câu này. À, chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án gì đối với câu này. À, những người khác thì chạy mất,
để cho tôi chấm 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 đúng không nào? Thứ nhất chúng ta có từ raining cats and dogs đúng không? Tức là đây mưa chó mưa mèo. Mưa em nhận thấy ấy, ở nước ngoài thì thực ra là chó với mèo nó khá là hòa thuận với nhau đúng không? Như ở Việt Nam mình thì chó của ta với cả mèo của mình nó không hòa thuận cho lắm đúng không nào? Thế là hai con chó mèo mà nó đuổi nhau thì em thấy làm sao? Cuống cuồng lên đúng không nào? Thì tức là ở đây mình sẽ thấy là gì? Raining heavily đúng không? Mưa như chút nước. Đấy, đây chút nước đây chó mèo này. Tiếp theo cost me a dear tức là gì? Đấy, tiền này trả bằng tiền nhá, trả bằng tiền được chưa? Đấy, có nghĩa là ở đây có nghĩa là gì? Cost something a lot of money đúng không? Quá nhiều tiền bằng expensive, đắt. Đây này, trải tiền trải đây nhá. Tiếp theo under the weather tức là sao? Đấy, tức là cái đây nhìn cái ảnh này có nghĩa là đang ở dưới này bị cúm cúm đúng không? Đấy, để có nghĩa bị hắt hơi sổ mũi. Tức là if you are under the weather you feel slightly ill and not as well as usual, tức là khi mà bạn đang cảm thấy under the weather tức là bạn cảm thấy bị ốm này đúng không, không được khỏe như bình thường đấy, bị cảm thấy không khỏe. Và chúng ta có cuối cùng là từ face the music, cái từ này đối mặt với nhạc thì nghe rất là hay nhá, nhưng mà nhìn này đấy, úi dồi ôi đúng không, boss đang mắng này, chịu trận này đúng không nào, có nghĩa là cái gì đây, có nghĩa là to accept or deal with criticism or punishment for something you have done. Tức là phải chấp nhận này, phải đối mặt với cả những cái gọi là phê bình, phê phán này, hoặc là những cái hình phạt cho cái gì đó mà bạn đã từng làm. Được chưa? Đấy thì câu này có nghĩa là chịu trận hoặc là chịu trách nhiệm. Ok chưa? Đấy, vậy thì chúng ta ôn lại một lần nữa nhá. Rain cats and dogs, mưa chó mèo tức là làm sao? Mưa rất là to. Cost me a dear tức là làm sao đây? Tức là rất là đắt giá. Under the weather tức là ốm, không khỏe. Và face the music có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là chịu trận, chịu trách nhiệm. Đúng chưa nhỉ? Đấy, thì tức là khi mà mọi người chạy hết thì để cho tôi phải chịu gì? Chịu trận, đúng không? Mấy đứa trẻ chơi gọi là ném bóng vào cửa sổ nhà người ta đúng không, hoặc là đi bấm chuông, ngày xưa hồi bé rất hay có trò đi bấm chuông nhà người khác đúng không, xong người mọi người ra thế là dỗ rồi bọn trẻ con nó chạy mất, không mình đừng lấy chịu trận, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì giờ nhá. Ok chưa? Đấy, vậy thì ngày hôm nay là cô đã xử lý với các em xong cái bài thành ngữ này, hy vọng là cái cách học này sẽ cho em cảm thấy dễ học hơn. Ok thế nhá, thì xin chào mọi người.